Dạ, em chào mọi người. Đây là những cái bồn nhựa 5 khối đứng của Đại Thành, của Sơn Hà, như của Hồng Giao nữa sao? Cái này không biết là của cái gì. Mấy cái bồn này nó bị dơ bên ngoài vậy thôi, tại vì em chưa có rửa, chưa có chà gì hết. Còn bên trong thì vẫn còn zin, còn nguyên, chưa hàn sửa luôn mọi người ha. Đó, bốn cái bồn nhựa 5 khối đứng. Hai cái của Sơn Hà, một cái của Hồng Giao, một cái của Bình Minh hay sao? Nó mất mạc rồi cho nên là em không rõ nó là của cái bồn nào, của hãng nào. Nhưng mà nó rất chi là dày, chưa có phải sửa chữa gì hết, bồn nguyên, bồn zin. Ai mình cần sử dụng thì mình có thể liên hệ đặt hàng ha. Mấy cái bồn này bên em cũng ít khi thu được, mà thu được thường là cũng ra hàng nhanh lắm. Tại bồn mới 5 khối hiện tại là giá nó của nó cũng hơi cao, nó khoảng 10 triệu hơn của Đại Thành và hơn 8 triệu, hơn 9 triệu của Bình Minh, của Hồng Giao, nó rẻ hơn một chút. Còn bồn cũ này thì bên em bán tại kho là giá 6 triệu rưỡi. Mình có xe mình chạy tới mình lấy. Mọi người mình ở đâu thì bên em sẽ hỏi xe họ lấy phí và cần vận chuyển bao nhiêu thì bên em sẽ cộng tiền phí vào thôi. Giá nó mềm hơn bồn mới cũng được vài triệu, mà bồn thì vẫn còn nguyên, không có chảy lủng gì hết, mình có thể xài y như bồn mới không vấn đề gì ạ. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mình, tạm biệt mọi người. Mình hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Những cái bồn nước mới về bên em sẽ đưa lên đây để mọi người mình tiện theo dõi, tiện đặt hàng. Phù hợp với gia đình mình thì mình có thể đặt hàng, bên em sẽ giao hàng cho mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn. Tạm biệt mọi người nha.